Rồi chúng ta cũng đến với trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Trận đấu đầu tiên này thì cái thủ bi cầm choi son. Còn Tiểu Bạch Long anh cầm Phoenician, quân về phía đội bạn là gì? Cho son và pơ. Như vậy là bên mình là cho phô, còn bên họ là cho pơ. Tôi vẫn quan ngại về bài pơ lên sớm chém vũ, nhưng mà không quan trọng khi bên của gan của Tiểu Bạch Long và BB là một cung và một chém, dễ đánh hơn. Bên họ là hai cung, bên họ là hai chém và nụ hôn mong manh cầm Phoenician, còn BB cầm choi son, chuyển sang mảnh máy của B. Gỗ đầu là gần, bầy hiệu đầu đâu, bầy hiệu đầu săn mép hơi khó lùa một chút. Hy vọng là có thêm voi và bãi quả phụ nữa, một bài cơ bản dành cho choi son. Nếu mà có khoảng 3-4 con voi thì tươi. Những bài cho son cho map la này thì thường là những một bài bài giàu. Tôi hy vọng một bài sẽ đột biến đến từ cho son. Thấy thêm một bầy hiêu nữa. Liệu san mem hướng sang nhà của game thủ nụ hôn mong manh có bãi quả hay không? Thấy một con vực. Khả năng con vực này sẽ kéo xuống san mép và một BB là kín. Không, một cái khe hơi rộng. Có thêm bầy hiêu phụ rồi. Bây giờ tối thiểu cần một bãi quả. Đảo qua mảnh máy của game thủ B. ADB rồi. Tiểu Bạch Long đi. 17/20. Có một bầy hiêu giữa hai nhà và ở sát mép. Thấy quả luôn rồi. Bài rất tươi đến từ game thủ Lady Gaga tức Tiểu Bạch Long. Phoenician. Những cánh rừng hơi xa. Bài này không biết anh trai quyết định đánh cung hay đánh chém này. Thêm một bãi quả nữa. Liệu ăn chanh hay không? Và anh Tiểu Bạch Long đang tỏ ra là một người rất kinh nghiệm. Anh cắt dần ra bãi quả ở giữa hai nhà, giữa nhà của Tiểu Bạch Long và nhà của một game thủ bên phía Hà Nội trước. Rất kinh nghiệm và một cái đầu quá nhiều sạn rồi. Đóng một cái e rất chiến thuật. Và lát nữa thì cái khe này cũng sẽ được khung luôn rồi. Anh có phá luôn bầy hiêu không? Hay là cứ để đấy? Nếu phá hiêu thì cũng được thôi. Khi mà bài bên phía mình là rất khỏe rồi. 3 bãi quả và 2 bầy hiêu. Đảo qua mảnh máy của Cho Son. Cho Son đánh 23 dân. Tối thiểu cần thêm một con voi nữa. Bầy hiêu ở trên này là bầy hiêu 6. Bầy hiêu lùa về. Và tôi cần một đồ ăn gì nữa dành cho Bi. Khung nhà luôn, không. Đây là một cái khe. Một cái hốc đã kín. Đóng BB ở đây. Lực như thế này thì sẽ là rất yếu dành cho Son. Không biết cùng cánh với cả Bi là game thủ nào. Thiết kế nhanh điều kiện. Bài kích 10 sớm. Bên kia Pơ đã nhảy đời xong. Và thậm chí lên đời trước cả cho Son. Một bài Pơ không biết có khỏe hay không. Game thủ Tí là một game thủ mà đã giành giải vô địch solo random. Quên giải nhì. Khi mà trận chung kết để thua Hoàng Mà Nhi. Giải solo random Pro Master diễn ra ở Colosseum.
đã thấy tỏ tí te. Chuyển sang mảnh máy của Tiểu Bạch Long đi. Anh Tiểu Bạch Long đang bị nhà màu 2 chọc. Con dò đầy đủ cung giáp của Persian. Khung luôn không anh? 1E. Mặt hướng từ giữa bản đồ sang cũng đã kín. Như vậy là nhà Phoenician đã khung xong. Một cái hốc của Dân Nhân Thành Đạt, các bạn có thể thấy là rất rộng, nhưng mà khung như này cũng hợp lý thôi. Chuyển sang mảnh máy của Bi. Bi thì cũng đã khung nhà. Cả hai nhà bên phía của BB và Tiểu Bạch Long đều có thể khung được. Lạc đà màu 2 đã đến. Bi có kịp không? Vẫn kịp thôi. Sẽ vẫn kịp. Rồi, hai con lạc đà của màu 2 đang treo cánh sang phía bên này. 1P ở trong thủ. Vẫn cần phải rất cẩn thận trong turn này. Tiếp tục bổ sung hai con lạc đà nữa. 4 con lạc đà và 1 con ngựa giò. Cẩn thận bãi gỗ hở em ơi. Rồi. Rất cẩn thận đến từ Bi. Các bạn thấy là những tên thủ nhà của Bi vẫn đang rất chủ động. Bây giờ thì lại tạt sang nhà của Tiểu Bạch Long. Tham Lai. Tham Lai 25/52. Một con số rất đẹp. Còn nguyên bầy hươu nữa trong nhà. Anh Tiểu Bạch Long rất cẩn thận, bạn để thấy là mỗi cái khe thì Tiểu Bạch Long đã đắp hai lớp BE rất chắc cộm. Này thì chém. Trở lại mảnh máy của Bi. Bi dường như không chạy giò, không có lực sóc giò luôn trong trận thi đấu này. Cả hai nhà bên phía bên mình đang chủ động thủ. Và cung A một váy của game thủ cầm choi son bên phía đôi bạn. Đẩy có 3 con cung A một váy. Rất nhiều chém của game thủ tí. Sẽ là một turn 2 vs 1. Phù được 2 con lạc đài thì tươi. Tạm thời mới được 1 con. Chuyển sang mảnh máy của Tiểu Bạch Long trước khi quay lại với màn thủ nhà của Bi. Tiểu Bạch Long 32/72 đã có cung R. Và có đen đen e giữa hai nhà không? Sát mép. Bi đâu? Bi nào? Bi có đen hai mấy cái e giữa hai nhà để Tiểu Long đưa cung R sang thủ không? Bi vẫn chưa có tay, vẫn đang rất mất tay. Nếu mà phù đỏ thì những con phù của choi son hoàn toàn có thể khắc chế được cung A một váy. Khi mà những con phù của choi son nếu mà nâng đầy đủ công nghệ thì nó cũng có một sự bá nhất định của mình. Bây giờ phù lạc đà thôi, sang vã cung A. Khá nhiều lạc đà. 4 con lạc đà, à quên, phù được 4 con lạc đà đi. Nào. 1 con lạc đà. 3 con phù đứng trong và hát. Bây giờ cung R chủ động đứng bắn cung A. Phù được 3 con lạc đà rồi. Quay lại vã cung A luôn. Turn này sẽ chắc chắn thủ được thôi. Khi mà Tiểu Bạch Long có một turn sang thủ cho nhà của BB rất hay. Và hai nhà cũng khung được cho nhau. Tham Lai 27/72. Trở lại mảnh máy của Tiểu Bạch Long. Đóng BC, Tham Lai 48 rồi. Cái hốc Bắc Bình của game thủ cầm Phoenician. Bên phía đôi bạn đang đóng cả K. Chuyển sang máy của Bi đi. Phù đi. Phù được con lạc đà nào quay lại chém K luôn. Hoặc là đảo để cung R bắn K. Tên này vẫn sẽ thủ được thôi. Thì đây là những con P của cho son. Những con P rất rẻ. Có thủ được hay không? Khi mà vẫn còn đã có rất nhiều lạc đà ở phía bên ngoài. Tiểu Bạch Long đâu nào? 59. Bây giờ Tiểu Bạch Long đang có khá nhiều cung R ở phía sau. Bi đâu? Vẫn đang đảo. Những thằng dân vẫn đang đảo, vẫn đang quẩy rất nhiệt tình. Quay lại với Tiểu Bạch Long.
Đây rồi, Tiểu Bạch Long đang đến rồi. 4 tấn công R. Bây giờ quan trọng sẽ là những con K thôi. Còn lạc đà nó không có cái vị gì cả. Phù sẽ phù được lạc đà. Bi. Bi vẫn còn 1-2 con phù trong nhà. Bây giờ chỉ quan trọng là sóc phù thôi để phù lạc đà. Còn cung R sẽ thi đấu với cả cung A và bắn K. 2K đến từ game thủ màu 1. Năm mươi bảy trên 84. Đẩy thêm 2 tân cung R nữa. Quay lại với Bi xem nào. Bi vẫn tham lai 18. Vẫn được thôi. Những con cung A một váy khi đối đầu với cung R của Phoenician, nó vẫn là một cửa dưới. Nhưng quan trọng là cung A một váy vẫn đang đẩy lên rất đều. Cung R đã ra 4 rồi. Và tầm xa là 7-2 mắc binh. BB phải chạy nhà rồi. Bây giờ lại phải chui vào cái hốc của game thủ Hoàng, à game thủ Lady Gaga thôi. Có vít lại e không? Còn 18 đang dần. Tham lai một chút xem nào. Tham lai vẫn cân thôi. Vẫn đánh được tốt. Tiểu Bạch Long 65 trên 84. Đẩy một tên cung R ra sát mép không? Khi lan nữa, khi lan nữa thì đây rồi, màu 1 đã đẩy vào cái khe này. Bây giờ sang bắn nhà màu 2. Nhà màu 2 là Persian. Không có bánh xe đâu. Chủ động lấy tham nhà màu 2, đổi với tham của Bi. Và quay sang thi đấu với cả cung A một váy. Chúng ta chuyển sang mình máy của Bi. Tham lai 21. Thôi bây giờ sàn diễn của anh Tiểu Bạch Long rồi. 78 trên 80. Có làm tí đầu máu không mày? Làm tí đầu máu cho nó gấu không? Bài này thì đánh cung R cũng được rồi. Không cần chuyển cung A đâu. Những con cung R của Phoenician đầu máu ra 4 và tầm xa là 7-2. Những tên này mình là người thiệt hơn, chắc chắn là mình thiệt hơn. Khi mà có 4 con pháo giật là vào trong anh ơi, giật hết vào trong. Bây giờ mà 1 bên phía đội bạn sẽ sóc châu ca. Sóc châu ca đi kẹp với cung A một váy. Sẽ rất khó đỡ. Vẫn đang điều cung R. Anh Tiểu Bạch Long có cắt 2 con dân ra đào vàng không? Đến lên đầu gấu không? Cần phải có đầu máu thì cần được đôi. Khi lạc đà màu 2 vẫn đang tích được rất nhiều. Các bạn để thấy tham lai tụt xuống chỉ còn 5x. Sóc đều dân anh ơi. Liệu có đỡ được hay không đây? Trên không chat các bạn vẫn đang rất xôm và vẫn đưa ra những comment khá buồn cười. Điển hình là bạn Phạm Đức MTA. Một comment khá buồn cười từ bạn Phạm Đức. Quay trở lại trận đấu thì tham lai của game thủ Phoenician tụt xuống chỉ còn 4x và có lẽ sẽ resize thôi. Tỷ số là 0-1 trong set đấu thứ 2. Các bạn cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo trong series đấu này.
phải bị yếu quá.